Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia bạn 0.5 hiệu là UNI. Cái này là UNI to cần của sàn Unirat nha các bạn. Thì sàn Unirat .io nha các bạn. Hiện tại sàn này nó chưa có ra mắt các bạn. Vào ngày 25 tháng 5 năm 2021 thì sàn nó sẽ cho giao dịch nha các bạn. Thì nhận 0.5 to cần UNI giá trị hiện tại có giá được ra là khoảng 11 đô. Để tham gia dán hôm nay Wally Flea mua 8 nút start nè bạn. Bấm nút start xong thì các bạn đưa cấp trang nha bạn. Các bạn bấm vào nút get tag nha bạn. Các bạn đưa cấp trang nè. Sau khi đưa cấp trang xong thì các bạn nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, kênh seller nha bạn. Rồi các bạn follow Twitter nha bạn. Một cái sàn Unigas này sau này giao dịch như giống như là tôi sàn Uniswap hay là Bankake Swap, Banswap, tôi cần UNI sang chưa biết nó giao dịch cặp nào các bạn. Thì hiện tại nó cho bari thì các bạn nên cố gắng làm giá này các bạn. Lưu ý các bạn vào ngày 25 tháng 5 thì sàn sẽ ra mắt các bạn. Các bạn theo dõi nè, hiện tại dự án này mới ra mà có 3.000 mấy người theo dõi các bạn. Rồi các bạn việc like và tweet lên nha bạn. Rồi các bạn đáp lại nha bạn. Rồi các bạn bấm nét nha bạn. Mỗi một lượt ghép các bạn sẽ sang 0.5 tốc cần UNI luôn các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ ETH Ethereum của bạn. Các bạn vào địa chỉ chút wallet, MySer wallet. Các bạn copy địa chỉ ETH mình nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn trả lời bot nha bạn. Mình dán vào nè bạn, các bạn gửi cho bot nè bạn. Tiếp tục còn bấm vào balance để check số cần nếu được quá. Mình đã nhận được 0.5 tôi cần UNI nè. Các bạn bấm vào withdraw. Vào ngày 25 tháng 5 nó sẽ phân phối luôn các bạn. Sau khi tôi cần này đích sàn nó sẽ phân phối trước các bạn. Bấm vào set tài khoản của mình nha các bạn. Mọi người không kêu phơi lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân nha bạn. Thì lên sàn nó nào bạn. Test me cái ghép mình nó có lên sàn nè bạn. Để mình vào sàn mình coi thử nó có cái gì chứ các bạn. VC bot cái sàn đâu ta. À Uswap MIO. Chắc hiện tại sàn chưa có gì đâu các bạn. Sau này các bạn dán vào với chút wallet từ Donet nha các bạn. Rồi hiện tại sàn chưa hoàn thiện các bạn. Vậy video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Bye BTC đồng linh. Cái dự án này nó hỗ trợ 13 token. Khá là ngon.